Thưa quý vị, tuần qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức hội thảo về công tác quản lý căn hộ biệt thự cho thuê du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Với ưu điểm giá rẻ, đầy đủ tiện ích của căn hộ gia đình, loại hình lưu trú căn hộ biệt thự cho khách du lịch thuê đang phát triển rầm rộ tại thành phố Vũng Tàu. Theo khảo sát ban đầu, trên địa bàn thành phố có 43 biệt thự, 435 căn hộ cho thuê lưu trú du lịch. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 47 cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Gần 400 cơ sở còn lại không đáp ứng được các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh lưu trú. Thời gian qua, hoạt động của các cơ sở lưu trú này đã phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Trong đó, nhiều đối tượng lợi dụng các cơ sở lưu trú để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều căn hộ cho khách ở quá đông trong một thời điểm cũng đã dẫn đến tình trạng chập điện, gây nguy cơ cháy nổ và làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong khu vực. Trong khi đó, việc quản lý hoạt động lưu trú này có nhiều khó khăn, vướng mắc, đồng thời ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của nhà nước. Phát biểu tại buổi hội thảo, các đại biểu đã nêu ra những giải pháp để quản lý hoạt động của loại hình cho thuê lưu trú này nhằm đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đảm bảo nguồn thu ngân sách của nhà nước.